trông mông lên thằng kia, mau dậy nhanh có đi học không. Ái bên mông đau đau, đây dậy đây mình đi ăn sáng. Răng hôi như phân trâu, không chịu đâu, đánh cho to đầu. Nhai nhanh lên cu ê, nhai rồi đây. Bố mày nhanh lên, nhanh lên, 8 giờ trưa mất rồi. Mà từ giờ em lớn, chắc chị không cần đưa đón đâu. Vì một thằng con gái trên cặp vai gánh hai hạt bầu. Gì chuyện gì tôi có nghe nhầm không đây hỡi ông? Điều kiện thì không khó, có thì chờ em xin năm chục. Thôi chăm trước cho, không lại trách tao kỳ bò. Đây 100 ca nhá, chưa tự giác cuống bộ ha. Tao đi dẫn xa, có việc chúng chưa về nhà. Alo đang đâu đấy, ra ngồi nét xong làm mấy chậm nhẹ. Ok ra quán ngay, tao mời nướng nhé mày. 20 ca bánh bao, đò mời nước 50 ca thì sao. Kệ cha đi, toàn bọn giàu tiêu hoang mấy khi nó bao mình đâu. Giờ đi chơi thì mình tèn ca luôn, tí em nó đi về rồi nè. Lại lượn đi đâu đấy, có gì không cũng không có chi. Mẹ ơi! Mẹ mày mà nghe thấy xong bọn tao tối toang bây giờ. Dạo này tiền hơi thiếu, anh gì ơi cho em xin ít tiêu. Tiền thì nhiều không thiếu, nhưng mà cu cứ ngoan anh chiều. 20 ca bánh đa, 30 nước 5.000 xôi. Vậy còn thừa nhiều nữa, chưa luôn. Học không lo lại tụ tập vui chơi.